Xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đến với chương trình SBTN Morning với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. SBTN Morning được phát hình trực tiếp từ miền Nam California trên hệ thống truyền hình SBTN. Và thưa quý vị, hôm nay thứ hai, đầu tuần 7 tháng 4 năm 2014. Và hôm nay có rất nhiều chuyện nóng hổi liên quan đến cộng đồng miền Nam California. Xin chào anh Đỗ Dũng. Xin chào Mai Phi Long và kính chào khán giả SBTN. Bây giờ đi vào đề luôn cái chuyện khán giả Uyên Vũ ngày hôm qua yêu cầu chúng tôi là chiều mai anh em tôi có mặt ở đó. Thì chắc chắn là coi như 99% tôi phải có mặt ở đó rồi. Nhưng mà tùy theo công việc, bởi vì nó có những công việc tức là loạn xà ngầu hết, như là đủ thứ hết. Một chân chúng tôi nhiều khi phải bước 2-3 chỗ thưa quý vị. Nhưng mà chúng tôi sẽ cố gắng, thì quý vị cứ coi SBTN quý vị sẽ thấy. Riêng chiều ngày hôm qua thì tôi có dịp vào lúc 1 giờ chiều đến Hội đồng thành phố Irvine và dự một cuộc họp ở trong một cái phòng ở trong cái tòa thị chính với lại ba vị nhân cử. Người thứ nhất là giám sát viên Nhân Nguyễn của On County, tức là miền Nam California. Chúng tôi đã yêu cầu gặp với hai cái vị mà dân cử trong hội đồng thành phố Irvine, đó là phó thị trưởng Jeff Lalloway và bà nghị viên Christina Shea. Và cuộc họp này mọi người đã nghe những cái ý kiến mà của các vị đại diện cộng đồng Việt Nam miền Nam California. Ngày hôm qua thì có thượng tọa Thích Viên Huy trụ trì chùa Điều Ngự ở Westminster, cũng như các vị nhân sĩ và đại diện cộng đồng đã gặp và đã phát biểu ý kiến cũng như yêu cầu hai cái người dân cử này phải bỏ phiếu chống cái đề nghị mà kết nghĩa với Nha Trang. Và tất cả có thể nói là đại diện các cái hội đoàn đã có mặt tương đối đầy đủ và đều cùng nói cùng một tiếng nói hết. Và ông Jeff Lalloway cũng như bà Christina Shea thì qua sau khi chia sẻ, nghe cộng đồng chúng ta chia sẻ những cái mà sự gọi là người ta là cái vấn đề Việt Nam vẫn còn vi phạm nhân quyền, mà Nha Trang, chính quyền Nha Trang nằm trong làm chính quyền của Việt Nam. Rồi cái chuyện là người ta nói đại khái là cộng đồng mới đang yên ổn, đã gần 40 năm chúng tôi bỏ chạy cộng sản rồi, chúng tôi đã không muốn thấy nữa, quý vị đừng có làm cho thành phố bất ổn, chúng tôi chỉ muốn sống hòa bình mà thôi, vân 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 vân. Cũng như có người đề cập đến cái chuyện mà vụ ông Trần Trường treo hình Hồ Chí Minh như cờ đỏ sao vàng hồi năm 98 ở tại miền Nam California, đã làm cho khoảng chục ngàn người Việt Nam phản đối trong hơn 50 ngày đêm, đại khái những cái chuyện như vậy. Thì sau khi nghe xong thì hai vị dân cử này đồng ý hoàn toàn và họ nói rằng họ sẽ bỏ phiếu chống cái đề nghị này. Thì vấn đề đặt ra ở đây đó là bây giờ chống lần này rồi lần khác ông Larry Akram lại cứ đưa ra nữa thì sao? Thì ông Lalloway gọi là về nguyên tắc thì mỗi buổi họp ông này có quyền đưa ra, và đưa ra tôi vẫn cứ bỏ phiếu no hoài cho đến khi Việt Nam thật sự có dân chủ nhân quyền, thì lúc đó mới kết nghĩa được với Nha Trang. Và họ đều gửi ra thông điệp rất rõ là hai thông điệp ở đây. Thứ nhất, đây không phải là chống lại người dân Nha Trang mà là chống lại cái chính quyền cộng sản Việt Nam. Đó là họ nói rất rõ, tức là khi nào chính quyền cộng sản Việt Nam có nhân quyền thật sự thì kết nghĩa thì được. Điểm thứ hai là họ nói rõ là cái gì? Chúng tôi không muốn gửi cái thông điệp sai cho mọi người hiểu là Irvine chấp nhận chuyện này. Cái này họ nói là chỉ có một ông nghị viên Larry Akram ông làm chuyện này thôi, chứ chúng tôi không có đồng ý. Bây giờ bỏ vào nghị trình rồi thì chúng tôi không thể lấy ra được. Và cái này bà Christina Shea bà nói cái này không phải lần đầu tiên. Trước đây ông Larry Akram từng đi qua bên Trung Quốc và ủng hộ, ông ký một cái gì đó ủng hộ chính sách một con bên Trung Quốc. Trời ơi, 500 người Đài Loan người ta đến hội đồng thành phố Irvine, người ta cự, người ta biểu tình, người ta phản đối, phải 4-5 tiếng đồng hồ sau nghĩa là mới chấm dứt. Đó là bà Christina Shea bà kể. Thế bà nói là cái chuyện ông Larry Akram làm chuyện này là không mới đối với bà, nhưng bà mới yêu cầu là thứ ba này vào lúc 4 giờ chiều đồng hương Việt Nam, bà nói tất cả ai quan tâm đến hội đồng thành phố càng đông càng tốt, để mà bà không nói ra mình hiểu là dạy cho ông Larry Akram một bài học, tức là đừng có quậy nữa. Mà ông này nghĩa là nhiều lần như vậy thì bà nói rằng là không những đến đây để cho ông Larry Akram biết là cộng đồng Việt Nam không chấp nhận cái chuyện mà kết nghĩa với lại Nha Trang hiện nay, mà còn gửi thông điệp cho ông đó là đừng bao giờ nghĩ chuyện này, mặc dù có 8.000 người Việt Nam ở Irvine thôi, nhưng mà các thành phố xung quanh Irvine, ví dụ Garro, Westminster, Santa Ana, Midway City hay là Fountain Valley, chúng tôi có cả hàng trăm ngàn người Việt Nam. Và chúng tôi được biết rằng ngày mai thì ít nhất là ngay Đền Hùng đã có khoảng 3-4 chiếc xe bus để mà chuyên chở những người nào mà không có phương tiện đi lại hoặc là không biết đường xuống đó. Còn đa số thì là mọi người đều biết cái đường xuống cái thành phố Irvine này, thực sự ở vùng Little Sài Gòn đi lái xuống Freeway 405 độ chừng 15 phút thôi. Exit Jamboree gặp đi 405 sao hay North gặp Exit Jamboree đi về hướng đông. Xong rồi là gặp đường Elton quẹo phải, gặp nằm ngay góc Elton với Harvard, một tài chính rất là đẹp, rất là rộng rãi. Thế nhưng mà bảo đảm là ngày mai tôi sẽ cố gắng. Chỉ nói lại anh Long chắc chắn tường thuật cho SBTN. Không biết Long có
ý kiến gì thêm chuyện này không? À, tôi chỉ hỏi anh là tòa thị chính đó có đủ chỗ cho khoảng chừng 50.000 người đến hay không? À, tôi nghĩ là đủ, tại vì đó là có thể mà vô bên trong không được, cái sân cũng rộng anh, và người ta có thể đứng bên ngoài cái vỉa hè, tại vì nó làm cái khu riêng biệt, thành ra rất là rộng. Và chúng tôi cũng được biết ngoài hai người này thì ông thị trưởng Stephen Choi, tức là trước đây cũng được biết là ông cũng sẽ bỏ phiếu chống cái chuyện này. Thế nhưng mà về luật đó thì bây giờ ông Larry Akran ông bỏ vô trong nghị trình rồi thì không lấy ra được. Thành ra nó sẽ là một cái trong cái một cái item, một cái mục mà họ thảo luận trong cái cuộc họp vào tối ngày mai thứ ba. Thì chắc chắn là đồng hương Việt Nam chúng ta sẽ có mặt đó rất là đông, và tôi hy vọng là mọi chuyện tốt đẹp sẽ cùng với có mặt ở đó cùng với Mai Phi Long để tường thuật cho quý vị. Ngày hôm qua thì tôi cũng may mắn là tôi đi là và được gặp một số vị đó thì cũng may mắn, thưa anh Long. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi cũng kêu gọi quý vị ở trong khu vực Lý Lô Sài Gòn, chúng ta dành thời giờ để đi đến đây để thứ nhất chúng ta, thứ nhì anh Dũng cũng đã thưa với quý vị rằng là ông Larry Akron ông có thể để cái nghị trình này tiếp tục trong những cái buổi họp sắp tới, thì chúng ta nên tỏ thái độ một lần để cho giống như là dụng này cho ông này biết một bài học để mà không tiếp tục chuyện này. Còn các quý vị ở xa, quý vị không có cái dịp để đến đây thì xin quý vị gửi email thỉnh nguyện thư về hội đồng thành phố Irvine ở trên địa chỉ là www.cộngsanvietnam viết tắt. Ok, đó là của một cái ủy ban, một ủy ban chứ không phải của thành phố. Thành phố là info để mà chuyển đi. Thì là www.csvn có nghĩa là cộng sản Việt Nam xâm nhập.com. Chúng tôi lặp lại là www.csvn xâm nhập.com để quý chúng ta gửi những cái lá thư thỉnh nguyện đi để mà nói lên cái thái độ của cộng đồng Việt Nam trong cái vấn đề này. Thì đó là những cái tin phải nói là sốt dẻo trong cộng đồng Việt Nam sáng ngày hôm nay. Và bao nhiêu chiếc xe bus, hình như tôi nghe nói là đã có 4 chiếc xe bus, 4 chiếc, chiếc là cho những cái người mà gọi là không có phương tiện đi lại, hoặc là những cái vị, những cái cụ già, những vị cao niên đó, nhiều khi vào cái giờ đó con cái đi làm chưa về, tại vì 4 giờ họ họp close door meeting thì họ nói là ở là chỗ mà xuất phát đi là 2:30 là đã có mặt, lúc 3:30 là tại là có mặt tại đó thôi, tại vì 4 giờ là họp close door meeting, nhưng mà 5 giờ thì họ mới là open to the public, tức là lúc đó thì là cái phòng họp nó mới mở ra. Thế nhưng mà 3:30 chiều là đối với những ai mà biết đường đi xuống đó, còn những người nào không biết đường đi hoặc là không phương tiện đi thì 2:30 chiều là có xe đón chở đi. Thì thực sự đi xuống đây cũng rất là dễ, không có khó gì hết. Thì gọi là đi xuống đó để mà cùng với bà con để mà giống lên cái tiếng nói. Tại vì cái chỗ này thì thật sự là như tôi nói là nó không cách xa Lý Hồ Sài Gòn bao nhiêu hết. Nó chỉ khoảng chỗ chừng 15 phút lái xe thôi. Nếu mà không kẹt xe độ 10 phút, nếu mà lái nhanh. Thì đó, nó khoảng đó rất là dễ. Thì có những người họ không đi được thì phải có cái xe bus để đưa đi. Nhưng mà chương trình ngày mai thì chắc chắn là sẽ rất là khí thế thưa quý vị. Lâu lắm là cộng đồng Việt Nam mới có. Một cái điều mà tôi nhận thấy đó, và tôi hôm rồi có nói chuyện với nhạc sĩ Trúc Hồ, tổng giám đốc của đài đó, là cái điều có lẽ người Việt Nam mình bực nhất trong cái chuyện này là cái này họ làm ngay tháng 4. Tháng 4 là cái tháng mà đa số người Việt Nam ta đều coi là một tháng đau buồn, cái tháng 4 đen. Có mình không biết làm tháng khác như thế nào, nhưng mà theo như tôi thấy hôm qua tôi nói chuyện với một số vị trong cộng đồng thì tháng nào họ cũng không chấp nhận nữa đó. Thì họ không chấp nhận cái tình hình hiện nay tại Việt Nam mà là kết nghĩa với Nha Trang. Và họ nói rõ là cái này không phải là chống người dân Nha Trang mà là chống chính quyền Nha Trang thôi đó. Nhưng mà làm vào cái tháng 4 thì hơi càng là chú quý vị, giống như hôm qua đại tá Lê Khắc Lý là ông chủ tịch lâm thời cộng đồng Việt Nam Nam Cleo Hoa Nhãn bảo cái này giống như cái tát vào mặt cộng đồng Việt Nam. Mà đúng thật, qua ngày vào tháng 4 thì nhạc sĩ Dũng Hồ cũng nói là làm cái tháng 4 là mình không thể chấp nhận được. Đó là lời anh cho biết như vậy. Thành ra là SPTM kêu gọi tất cả quý vị nào ở vùng miền Nam California hoặc ở những nơi khác về Lido Sài Gòn chơi trong ngày mai 3:30 có mặt ở tại Irvine Civic Center để mà cùng giống lên tiếng nói với cộng đồng Việt Nam.